Liên quan vụ clip cảnh sát giao thông hất điện thoại có lời lẽ và hành động thiếu chuẩn mực với người dân gây xôn xao dư luận, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, ngày 28 tháng 2, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị và cán bộ báo cáo vụ việc. Trước đó ngày 27 tháng 2, một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông có lời lẽ, hành động thiếu chuẩn mực và thậm chí hất điện thoại của người dân. Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông dùng điện thoại quay clip thì cảnh sát giao thông đeo bảng tên NTT nói: "Thằng này nè, tính làm đơn xin nghỉ nè, thích thì đi thưa đi." Nói dứt câu, cảnh sát giao thông này dùng tay hất văng điện thoại của người quay clip xuống đất. Sau đó người đàn ông nhặt điện thoại và nói rằng: "Anh là cảnh sát giao thông, nhận lương của dân mà hành xử như vậy đó." Cảnh sát giao thông tên T trả lời: "Ông phát lương tôi hồi nào, không cần ông đóng thuế." Cũng theo nội dung đoạn clip thì người đàn ông quay clip yêu cầu được ghi vào một ý kiến người vi phạm trong biên bản, nhưng không được cảnh sát giao thông chấp nhận. Cảnh sát giao thông tiếp tục dùng tay hất làm rơi điện thoại của người đàn ông quay clip thêm một lần nữa. Phần đông người xem cho rằng hành động của cảnh sát giao thông trong đoạn clip là không phù hợp khi làm việc với người dân. Đồng thời nhiều người cho rằng cơ quan chức năng nên vào cuộc điều tra xử lý. Qua xác minh của phóng viên, sự việc xảy ra ở quốc lộ 22 thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 27 tháng 2. Cán bộ cảnh sát giao thông trong đoạn clip thuộc đội cảnh sát giao thông An Sương, phòng BC08. Người đàn ông trong đoạn clip là anh C, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Nghệ An. Anh C cho hay, sáng ngày 27 tháng 2, anh đi xe máy trên quốc lộ 22 hướng từ huyện Củ Chi về ngã tư An Sương. Khi tới giao lộ đường Nguyễn Thị Sóc, quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, thì anh bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Qua làm việc, cảnh sát giao thông tên T thông báo anh vi phạm đi sai làn đường, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Anh C nói muốn được xem bằng chứng chứng minh lỗi vi phạm. Tiếp đó cả hai lời qua tiếng lại và cảnh sát giao thông lập biên bản nhưng anh C không đồng ý ký. Trưa ngày 28 tháng 2, lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phòng BC08 yêu cầu xác minh vụ việc. Anh không cho em gây ý kiến của người vi phạm. Anh đang giữ bằng lái của em.